Xin chào toàn thể các bác, các anh em đam mê săn bẫy trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác giới thiệu chi tiết cho các bác về ba cái mẫu loa bẫy chim đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay các bác nhé. Đấy, suốt một thời gian dài vừa rồi luôn trong tình trạng cháy hàng và bây giờ hàng đã về rất chi là nhiều để phục vụ cho các bác. Mùa săn bẫy 2022 đã đến rất chi là gần nhé. Chỗ em thì cái mùa săn bẫy chim đã đến đến bẹn rồi các bác, còn không biết chỗ các bác sắp đến chưa. Đấy, thì trong cái video này em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về ba cái mẫu loa nhé, và báo giá công khai cho các bác ở trên video luôn. Các bác nào có nhu cầu mua loa thì có thể gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để được nhân viên bán hàng tư vấn cho các bác. Bên em luôn luôn bán hàng ship code COD đồng kiểm nhé. Các bác mua hàng được quyền kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận nhé. Bên các bác mua thì sẽ có nhân viên giao hàng đến tận nhà cho các bác nhận hàng, trả tiền cho bên shipper cho em nhé. Đấy, bên em tất cả các sản phẩm đều bảo hành cho các bác một đổi một trong vòng 30 ngày có vấn đề nhé, do nhà sản xuất đấy. Không phải để các anh em các bác chờ đợi lâu, đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết về một dòng loa VS898. Đây là một dòng loa huyền thoại các bác nhé. Đây, các bác quan sát cho em cái dòng loa loại 1 thì nó luôn luôn có chữ san song hay là có chữ WS898 nhá, có Bluetooth này, USB FM này, chạy thẻ nhớ, chạy các kiểu con này đều đây, Bluetooth này, USB này, thẻ nhớ này. Đấy, cái này là chạy cái gì nhỉ, để tí xem này, cái này là chạy một cái gì đấy. Đối với cái dòng loa này thì loa 898 thường thường các bác mua ấy, các bác chỉ biết là loa 898 nhưng các bác không biết nó có 5-7 loại các bác nhé. Đấy, tình những cái các bác mua hàng các bác cố gắng mình tham khảo kỹ nhé, vì rất chi là nhiều bác mua phải loa hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thì em cũng chia buồn đối với các bác đấy đã mua phải hàng dởm các bác nhé. Đấy, em nói thẳng là hàng dởm đấy. Còn dòng loa WS898 bên em thì chỉ có hàng loại 1, hàng chuẩn chỉ, không có hàng loại 2. Còn các bác mua cái dòng loa E898 hoặc ZY898, tính những cái dòng đấy là dòng hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng rẻ tiền, hàng loại 2, hàng loại 3, không có cửa khi đứng cùng cái dòng loa 898 này các bác nhé. Đấy, đấy là cái thứ hai. Cái dòng loa 898 này hàng loại 1 thì nó luôn luôn có Bluetooth là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bác cắm cái sạc dự phòng ở đây nó sẽ nhận các bác nhé. Còn tính những cái dòng kém chất lượng nó sẽ không nhận sạc dự phòng. Đấy, đấy là một cái nhận diện rất chi là rõ, nếu các bác nào có rồi các bác dùng là các bác biết đúng không. Đấy, tiếp theo các bác sẽ giới thiệu cho các bác về cái độ bền của loa nhé. Cái loa này thì pin các bác có thể dùng liên tục khoảng 6 đến 8 tiếng cho một lần sạc nhé. Đây, điều khiển này, điều khiển rất chi là xa, các bác rút anten ra mình để loa cách mặt đất 1 mét thì điều khiển xa khoảng 150 đến 200 mét các bác. Đấy, đây là cái thứ hai. Cái thứ ba, cái loa này nó có chế độ lặp đi lặp lại bài, có Bluetooth rất chi là xịn sò nhé. Các bác cho thẻ nhớ vào này, xong các bác bật nguồn lên này. Bật nguồn lên này thì nó sẽ ở chế độ bao như này các bác nhé. Nó sẽ ở chế độ bao như này, nó không chạy luôn mà nó cũng chả kêu ra tiếng tẩy hay tiếng tàu hay tiếng tây hay là tiếng nhạc gì các bác nhé. Đấy, khi các bác nhận cái điều khiển về, các bác kiểm tra cho em ở rìa này nó có một cái công tắc, các bác gạt xuống là on là mở, gạt lên up là tắt. Đấy, các bác phải gạt xuống, các bác bấm đây nó sáng điện nhé. Đấy, sáng điện là loa, xong các bác bấm đây là loa sẽ nhận nhé. Đấy, mình điều khiển từ xa mà. Đấy, bấm cái kêu này, đấy, chuyển bài này. Đấy, các bác thấy chất lượng âm thanh khá là hay đúng không, quá chuẩn chỉ luôn. Cái này điều khiển thì cực kỳ là xa cho các bác nhé. Đấy, cái này thì các bác loa em sẽ bao cho các bác là và thẻ nhớ file âm thanh bao ăn chim cho các bác luôn nhá, đánh đâu được đấy, đánh đâu thằng đấy các bác nhé. Các bác yên tâm khi mua hàng bên em. Đấy, con loa này thì em báo giá công khai cho các bác, nếu các bác lấy có cả thẻ nhớ thì giá thời điểm hiện tại nó trên 500 một chút các bác nhé. Nếu các bác không lấy thẻ nhớ thì em trừ tiền thẻ nhớ đi cho các bác, nó chỉ còn hơn 400 thôi. Cái này các bác mua một em tặng một, các bác mua một loa em tặng cho các bác một thẻ nhớ nhé. Tặng một thẻ nhớ thì là và hơn 500.000, nếu các bác không lấy thẻ nhớ, không lấy đồ tặng em sẽ trừ trực tiếp vào giá cho các bác, chỉ còn hơn 400 thôi. Đấy, đấy là quyền lợi của các bác mua hàng ở bên em ở thời điểm hiện tại nhé. Tiếp theo em giới thiệu cho anh em cái dòng loa bẫy chim huyền thoại nhé. Đây là còn dòng loa AT101 nhé. Con này cháy hàng từ Tết đến giờ, hàng mới về được một số lượng rất là ít, các bác nào nhanh tay thì còn nhé. Đây, loa AT101, con này pin trâu, pin cực kỳ là khủng luôn các bạn. Con này pin các bác dùng liên tục, có thể dùng từ 16 đến 18 tiếng nhé. Chất lượng âm thanh là con này là đỉnh của chóp các bác nhé, đỉnh của chóp rồi. Con này mà đứng thứ hai, không con nào đứng thứ một các bác nhé. Đấy, đây, cái này thì bao gồm một phím nguồn này. Đây là một phím này là cái gì nhỉ? Cái này là chỉnh bass check các bác nhé. Đấy, rất chi là hay. Con loa AT101 này thì em sẽ báo giá công khai cho các bác luôn. Hiện tại bên em đang bán là giá hơn 700.000 nhá, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em. Điều khiển là
điều khiển xa khoảng 200m các bác nhé. Đây, điều khiển xa 200m. Con này điều khiển thì các bác dùng pin sạc hết lại sạc, hết lại sạc, rất chi là tiện vì nó dòng loa cao cấp các bạn. Đấy, con loa này thì giá hiện tại đang được bên em bán 750.000. Chốt giá cho các bác luôn nhé. Các bác nào kết thì nổ ngay, đặt gạch. Đấy, hàng về số lượng ít, không có số lượng nhiều đâu các bác. Đấy, về qua dòng loa 898, hàng về số lượng rất chi là nhiều, phục vụ cho các bác, các anh em mệt nghỉ các bác nhé. Đấy, tiếp theo giới thiệu cho các bác dòng loa đẳng cấp nhất hiện nay nhé, anh em dùng rất chi là nhiều. Đấy, các bác phản hồi lại rất chi là tích cực. Đây là con AT100 nhé. Con này thì cũng cháy hàng từ Tết đến giờ khoảng 5 tháng nay. Các bác săn đón trên thị trường rất chi là nhiều nhưng mà không có hàng để phục vụ các bác. Đấy, con này thì hiện tại đang được bên em bán với giá công khai cho các bác hơn 800.000 nhé. Giá của nó bây giờ là 850.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em. Đây là con AT101 pin 4000mAh nhé. Đấy, điều khiển là cực kỳ xa, chất lượng âm thanh thì trong và ấm, chất như nước cất các bác nhé, không chê vào đâu. Em dùng con này từ đầu em đã phải mê, mê vì chất lượng âm thanh quá là hay nhé. Đấy, đây các bác xem kết cấu khá là chắc chắn nhé, bền bỉ theo thời gian. Loa thì em sẽ bảo hành cho các bác 1 tháng đổi trả hàng lỗi. Con này nghe thì các bác không muốn nghe cái dòng loa khác đó, vì chất lượng âm thanh quá ấm, quá đỉnh, quá đẳng cấp đến thời điểm hiện tại nhé. Đấy, thì em giới thiệu chi tiết về ba cái dòng loa này đến đây nhé. Em sẽ báo giá lại cho bác. Con loa 898 này thì giá công khai cho bác là hơn 400.000 nhé. Nếu các bác lấy cả thẻ nhớ là hơn 500. Con loa AT101 này chưa có thẻ nhớ thì là 750.000 nhé. Con AT100 này chưa có thẻ nhớ nhé, bao ship đến tận nhà cho anh em là 850.000 đấy. Báo giá cho các bác cụ thể luôn nhé. Các bác kết cái dòng nào thì alo luôn nhé. Đấy, các bác gọi điện, các bác thích mua cái dòng loa 898, các bác chỉ cần bảo em ơi bán cho anh một con loa 898 giá hơn 500 là các bác lấy cả thẻ nhớ, hơn 400 là không có thẻ nhớ nhé. Kể cả AT này các bác bảo bán cho anh một con AT101 750.000, còn AT100 là 850.000 các bác nhé. Đấy, thế là vào việc luôn cho nó nhanh, không phải vòng vo mất thời gian của bác lẫn bên em ra các bác nhé. Đấy, thì các bác nào muốn mua hàng thì gọi điện luôn đến hai đầu số của shop nhé, chứ các bác đừng nhắn tin qua lại thì ở Zalo, Facebook thì nói chung là em cũng ít có thời gian em check ở Zalo, Facebook các bạn. Đấy, một là các bác gọi điện trực tiếp đến cho em, hai là các bác nháy máy em sẽ chủ động gọi lại cho các bác nhé. Đấy, thì một cái video rất chi là ngắn thôi, em giới thiệu chi tiết về ba cái dòng loa bẫy chim đang làm mưa làm gió trên thị trường đến đây nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bác.